Đây là tiêu lớp. Tiêu lớp long pepper. Dạ đây là cây hộp bút chì màu. Quạt hộp gian fan cho bốn mùa gần nhau hơn. Đây là lần đầu mình thấy tiêu lớp luôn và lần đầu nghe luôn. Theo em thì em thấy vị nó thì chắc cũng giống tiêu bình thường thôi. Thơm, rất là thơm. Anh thấy mùi rất là hăng chứ không có gì thơm. Em thích cái mùi này. Ủa vậy hả? Ê kìa. Em nghe mùi muối không ạ? Chua. Cái vị nó đặc biệt hơn, nó thơm hơn, nó dậy vị hơn. Cảm giác nó nhưng có điều hơi giống giống muối tôm. Không có cay lắm. Em thấy ok, ngon mà. Nó giống như là cái nhụy của một cái bông hoa mà em hay thấy á. Mà em quên tên bông hoa đó rồi. Cái này là nó giống như trái ớt có vảy vậy đó. Dâu tầm á. À. Dâu tầm thu nhỏ. Vậy hả? Anh thấy giống con sâu á. Em đoán là cái này ngâm chua chắc cũng sẽ ngon. Ngâm chua á? Ừ. Em nghĩ là món kho. Hoặc là những cái món mà nghiêng về hấp tiêu. Làm gia vị chế biến các món ăn giúp cải thiện và kích thích vị giác. Làm thức ăn ngon miệng hơn, giúp giữ ẩm cơ thể và tiêu hóa tốt thức ăn. Công dụng nó cao siêu hơn em nghĩ. Điện cơ trần phát. Hồi đó giờ em chỉ nghe như là ACA, chứ cũng chưa nghe tới công ty này. Cái quạt này khá là nhỏ gọn, dễ mang theo. Màu sắc thì rất là trẻ trung. Màu xanh đang đúng là màu xu hướng của năm nay. Nhưng mà có một điều là hình như chất liệu nhựa nó không được kiểu tinh tế lắm. Để lên công ty cũng được. Vì bàn làm việc của em chắc cũng mang kết quả. À, để dưới chân. Để dưới chân cho nó mát chân. Với sản phẩm này sẽ phù hợp với sinh viên hoặc là gia đình nhỏ. Để gia đình đó thì em mua lại bự hơn. Còn một mình em thì em có thể dùng cái này. Đây là sản phẩm crayon bút màu sáp 24 màu. Em có thường hay xài bút sáp màu của Thiên Long không? Em giờ có hai tô màu không? Không biết là gà trống hay gà mái, nhưng mà em nghĩ là gà trống. Rồi, xong. Rồi, xong. Đây, con gà hơi xấu. Không biết bao nhiêu màu trên này nữa rồi. Rất là nhiều màu. Con gà hỏi ta. Thường là sẽ liên tưởng tới buổi sáng gà gáy. Hoặc là ăn thịt gà, hoặc là kép xê, hoặc là lót te. À, gà ăn luộc lên chấm cái muối tiêu hồi nãy cũng được. Con gà này tụi mình tô rất là nhiều màu. Ý là thể hiện là nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm xúc trong cuộc sống á. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sẽ có mọi điều tốt đẹp. Chúc mọi người một năm mới thiệt là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn và thành công ạ. Cùng tìm hiểu thêm về những sản phẩm thú vị này các bạn nhé. Bút sáp Thiên Long Color Kit, bộ sản phẩm mỹ thuật an toàn với tạo hình đặc biệt phù hợp cho lứa tuổi mẫu giáo lớp 1 và lớp 2, giúp phát huy tối đa khả năng sáng tạo cho các bé. Thân sáp hình trụ tròn vừa tay cầm, màu sắc tươi sáng đúng chuẩn màu mỹ thuật, tô êm và bền màu. Quạt hộp mini Phan Giang được thiết kế hình hộp vuông vắn, vô cùng gọn nhẹ, phù hợp cho những không gian nhỏ, thuận tiện cho việc di chuyển. Quạt có công dụng tản gió và làm mát hiệu quả, sẽ đem lại luồng gió mát mẻ cho cuộc sống của bạn, trở nên thoải mái, dễ dàng hơn. Tiêu lớp còn có tên gọi khác là tiêu dài, là giống cây quen thuộc với người dân ở các vùng cao nguyên. Tiêu lớp pha trộn giữa vị cay nồng và ngọt rất tinh tế, vừa làm gia vị vừa là bài thuốc gia truyền. Với rất nhiều công dụng và dược tính tốt, tiêu lớp thực sự là một loại gia vị cần được nhân rộng và đưa vào sử dụng nhiều hơn trong đời sống. Quá. Xem nghe mùi xoài không vậy ta? Mình đang hửi coi thử là nó có thơm như cái hồi xưa không? Hồi xưa em có nhớ là đi học á, màu mở ra nó rất là thơm.